Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu nhóm bán quân sự Wagner, hành quân về phía Moscow và rút quân về, tất cả chỉ trong vòng 24 giờ. Ông đồng ý rời Nga sau một thỏa thuận được làm trung gian giữa ông và Tổng thống Belarus. Trong 24 giờ, chúng tôi đã đến cách Moscow trong vòng 200 km. Trong thời gian này, chúng tôi không mất một giọt máu nào, Prigozhin, mặc quân phục đầy đủ tại một địa điểm không được tiết lộ, cho biết trong một video. Tôi hiểu rằng, máu của người Nga sẽ đổ xuống một bên. Chúng tôi đang quay đầu xe của mình và quay trở lại các trại dã chiến theo kế hoạch. Đây là cách mà cuộc tiến công chớp nhoáng diễn ra. Vào cuối ngày thứ Sáu ở Nga, lãnh đạo của nhóm Wagner, Yevgeny Prigozhin tuyên bố rằng, quân đội Nga đã sát hại đồng đội của mình trong một cuộc tấn công bằng pháo và lực lượng của anh ta sẽ tiến vào Nga đòi lại công lý. Nga đã đáp lại bằng cách phát lệnh truy nã Prigozhin vì đã nổi loạn, từ chối yêu sách của anh ta và sẽ trừng phạt anh ta nếu đội quân Wagner xuất hiện ở Moscow. Đến sáng sớm thứ Bảy, lực lượng Wagner đã xuất hiện ở Rostov, 600 dặm về phía nam. Đây là trung tâm hậu cần chính cho các lực lượng Nga hoạt động ở Ukraine. Prigozhin đã đăng tải một đoạn video cho thấy lực lượng của anh ta đã chiếm thành phố. Mặc dù Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đáp trả, khép Prigozhin vào tội phản quốc và kêu gọi quân đội của ông ngăn chặn cuộc nổi dậy, thì những hình ảnh của binh lính Nga không làm gì và Prigozhin dễ dàng chiếm cứ các nơi Wagner đã đi qua cho thấy sự bất lực trong điều hành quân đội của Putin. Cư dân của Rostov dự trữ khí đốt và dọn sạch các kệ hàng tạp hóa trong khi các phương tiện của Wagner đang di chuyển. Họ đi theo đường cao tốc M4 đi thẳng về phía bắc đến Moscow, nơi có những rào cản bắt đầu là khoảng 300 dặm từ Moscow ở Veloni, trực thăng quân sự Nga đã nổ súng vào họ. Một nhà kho và thùng nhiên liệu đã bị phá hủy và lực lượng Wagner được cho là đã bắn hạ 6 máy bay trực thăng và một máy bay của Nga. Lực lượng Wagner tiếp tục di chuyển về phía bắc nhưng vào thời điểm họ ở trong vòng 125 dặm của Moscow, một thỏa thuận dừng lại đã được thông qua và người làm trung gian là Tổng thống Belarus. Theo người phát ngôn của ông Putin, các cáo buộc chống lại Prigozhin sẽ được bãi bỏ và anh ta sẽ di chuyển đến nước láng giềng Belarus. Một cuộc đối đầu vũ trang kéo dài ít hơn 24 giờ khép lại mà sự thực về thỏa thuận chỉ có người trong cuộc hiểu rõ. Sự ra đi của Prigozhin đánh dấu sự kết thúc cho một kịch tính bế tắc của lãnh đạo nhà nước Nga. Cả thế giới đã chứng kiến nhóm Wagner thâu tóm thành phố phía nam, một trung tâm quân sự của quân đội Nga một cách dễ dàng và thần tốc tiến vào Moscow trong tích tắc. Việc rời đi đến Belarus là một ngã rẽ khác cho Prigozhin hay là đặt dấu chấm hết cho vai trò của anh ấy nói riêng và tập đoàn Wagner nói chung sẽ là câu trả lời của tương lai. Về phía Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, văn phòng của ông tuyên bố ông đã thương lượng một thỏa thuận với ông chủ Wagner, người sau đó đã đồng ý dừng lại quân đội của mình tiến công vào Moscow. Là đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Lukashenko đã làm tốt vai trò của mình trong việc thỏa thuận với Wagner, thông báo thỏa thuận thành công đánh dấu sự xuống thang trong một cuộc khủng hoảng mà nhiều người đã nghĩ là có thể dẫn đến cuộc xung đột tàn khốc giữa quân đội Nga và đội quân khát máu mà họ đã tạo ra. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết những diễn biến này đã gây ra một loạt các cuộc gọi cấp cao giữa các nhà lãnh đạo phương Tây, cho thấy tình trạng hỗn loạn ở trung tâm nước Nga. Ngày nay thế giới có thể thấy rằng các lãnh đạo Nga không kiểm soát được gì, và điều đó chẳng có ý nghĩa gì, đơn giản là hoàn toàn hỗn loạn. Không có bất kỳ khả năng dự đoán nào, Zelensky nói trong bài phát biểu qua video hàng đêm của mình. Đây có phải là dấu chấm hết cho người đầu bếp nổi tiếng của ngày hôm qua, Yevgeny Prigozhin? Hãy cho chúng tôi biết quan điểm của bạn. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về 24 giờ phản công của Yevgeny Prigozhin ở phần bình luận bên dưới. Tôi là Nam Phong, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.